hơn. Bây giờ tim em giống như bị người ta đang cầm con dao rồi đâm vào mấy nhát vậy. Chuyện đó. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Sắc Màu Hy Vọng. Và vừa rồi chúng ta đã theo dõi MV Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu của Miên, đúng không ạ? Còn bây giờ hãy cùng mà nối